Xin kính chào toàn thể quý chị các bạn quay trở lại với kênh mua bán tập phú Cẩm Loan Kim Môn Hải Dương ngày hôm nay. Thì trong buổi chiều hôm nay sẽ giới thiệu cho quý vị anh chị các bạn xem một mẫu xe khá là xa. Đây là một mẫu con xe Audi A6 sản xuất năm 2001, trang bị với động cơ 2.0 anh chị nhé. Và điều này đang giao bán với mức giá vô cùng hợp lý, chỉ có 218 triệu đồng thôi. Quý chị các bạn đến xem xe trực tiếp tại salon có địa chỉ tại phường Kiến Sơn, thị xã Kinh Môn Hải Dương. Liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em Loan 0976081699 để được sở hữu cái mẫu xe Audi A6 này nhé. Giá vô cùng rẻ cho một chiếc xe hạng sang. Đó, tổng thể nội thất của xe hoàn toàn quý chị các bạn về sẵn sử dụng. Lát nữa sẽ đi chi tiết cái phần nội thất cho anh chị các bạn nhé, nội thất rất đẹp luôn. Ở ngoại thất thì bên đã cho sơn và đánh bóng xe rồi, nên quý chị các bạn hoàn toàn yên tâm, không hề có một chút gì xuống khác. Và về ngoại thất tổng thành đến đầu phần đầu xe thì chị nhận cục đèn là nguyên bản theo xe nhé, và được độ được một dàn nét này, đó đốt một điểm nhấn thì rất là sáng luôn. Và mặt ga lăng một cái biểu tượng của Audi nhá, thì đó là một cái bốn vòng tròn khép kín đấy, chị nhìn này, đó rất là cool luôn, đó không có gì nổi bật cả luôn. Tổng thành khuôn dáng chiếc xe này hoàn toàn không hề có hiện tượng lỗi theo thời gian luôn, thiết kế rất là sang đó. Mặc dù trải qua 19 năm sử dụng nhưng mà xe còn rất là đẹp luôn đó, phải khẳng định là một chiếc xe vô cùng đẹp và giá vô cùng hấp dẫn đấy chị này. Một chiếc xe lên biển số Hà Nội chị nhá, quý chị các bạn Hà Nội hoặc khu vực Sài Gòn sang tên biển là dòng xe này vô cùng là hợp lý đó. Xe này tổng thành này, xe được trang bị túi khí quanh xe và trang bị khối động cơ 2.0 luôn, thì mức tiêu hao nhiên liệu của nó vô cùng hợp lý. 9 lít/100 km là trường đối với dòng xe Audi A6 này đó, rất là sang xe nhá. Tổng thành mang nước sơn màu đen, bốn lốp thì còn tương đối là đều thôi, nước tương đối đều đa dạng lúc sửa xe chiếc xe vô cùng đẹp nhá. Đấy, phần form dáng này, form rất là dài rộng nhá. Đây, động cơ 2.0 Audi A6 đó. Đây, trang bị động cơ 2.0 nhá. Đó, Audi A6. Về phần gầm bệ của xe, đây ạ, về gần ngoài bệ của xe đây ạ. Này, về phần gầm bệ của xe đây chị nhá. Rất đẹp luôn, một mẫu xe không hề có hiện tượng là bị han mọt mục mọt gì luôn. Đó. Rất là đẹp, một mẫu xe. Giá chỉ có hơn 200 triệu một chút thôi. Về phần cốp của xe đây, anh chị này. Đó, tất cả đèn xe còn nguyên nhá. Và cái phần đèn này đã được dán nhám này. Đấy, dán bọc nhám ở đây nhá. Đó. Rất đẹp mà không hề có hiện tượng nào một chút thì gọi là va chạm. Đây chị này. Đấy, khung sườn này. Cốp rất là rộng rãi, vô cùng là rộng luôn, để rất nhiều đồ. Đó, lốp sơ cua đây, lốp sơ cua la răng đúc nguyên luôn, có kích nốp đầy đủ luôn. Đây ạ, phần cốp này. Đó anh chị này, phần keo chỉ của chô cốp nhá, nguyên bản một chiếc xe hoàn toàn nguyên. Sơn xi thì bên em đã cho làm rồi. Đấy, tổng thành ngoại thất của nó cũng rất là đẹp, không có gì phải chê cả. Giá thì vô cùng là hợp lý rồi. Xin kính chào toàn thể quý chị các bạn quay trở lại với kênh mua bán tập phú Cẩm Loan Kim Môn Hải Dương ngày hôm nay. Thì trong buổi chiều hôm nay em sẽ giới thiệu cho quý chị các bạn xem một mẫu xe nhập khẩu từ chiếc của Đức. Đây là một mẫu xe Audi A6 sản xuất năm 2001 và đăng ký lần đầu năm 2008 anh chị nhé. Và giá vô cùng hợp lý cho quý chị các bạn mua về sử dụng, chỉ có 218 triệu đồng thôi. Quý chị các bạn liên hệ trực tiếp điện thoại của em Loan là 0976081699, kết nối Zalo luôn để được sở hữu cái mẫu xe này nhé. Và đến xem xe trực tiếp tại salon ô tô số 1 có địa chỉ tại phường Kiến Sơn, thị xã Kinh Môn, Hải Dương. Thì sau đây em sẽ giới thiệu cho quý chị anh chị các bạn trực tiếp cũng như là chi tiết cái mẫu xe Audi A6 2.1 đăng ký lần đầu 2.8 này. Một mẫu xe mang tên tư nhân biển Hà Nội, hoàn toàn quý chị các bạn về sẵn sử dụng, không tắc tô, không tai nạn, không gặp nước, cam kết là không lỗi luôn. Đó. Về cái phần đầu xe quý chị nhé. Về mặt ga lăng này thì này. Điểm nhấn nhá, một cái điểm nhấn của chiếc xe. Đó. Đăng ký lần đầu năm 2008. Đó, giá chỉ có 218 triệu đồng thôi. Rất là rẻ cho một mẫu xe quý chị các bạn trong khu vực Việt Nam muốn sở hữu được cái dòng xe này. Thì nhanh tay gọi cho em Loan qua số điện thoại để được sở hữu trước cọc luôn nhá. Đó. Tổng thành ngoại thất của chiếc xe quý chị bạn yên tâm về sản sử dụng. Đấy, xe thì bên đã cho sơn tỉa bóng máu
rất đẹp luôn. Đó, đây này. Trang bị túi khí quanh xe luôn. Và một chiếc xe nhập khẩu của Đức thì anh chị yên tâm, có độ an toàn cực cao cũng như độ bền rất cao nha anh chị nhé. Này. Kính và hai lớp kính cách nhiệt. Đó, kính hai lớp cách âm cực tốt luôn. Đó, tôn vỏ rất là dày dặn giống dòng Nhật Đức. Cũng như là dòng Audi hay là cái dòng BMW thì chị biết rồi. Đó là cái dòng xe tôn vỏ rất dày dặn nhá. Và kính là kính hai lớp cách âm vô cùng là dày. Đó. Và anh chị các bạn đi đường dài đường xa nó vô cùng êm ái. Đó. Kính là kính nguyên bản đấy anh chị nhá. Đó. Và quanh phần kính cửa này đã được lẹp một lớp chrome nhá. Lẹp quanh chrome quanh này. Khá là sáng luôn. Và một chiếc xe trang bị khối động cơ 2.6 cửa lóc anh chị nhá. 2.6 cửa tròn. Đó, trang bị cửa sổ tròn. Đẹp luôn, form dáng rất là căng form luôn. Đấy, form rất là đẹp nha anh chị nhá. Cam kết là không lỗi gì luôn. Đó, bốn lốp tương đối là đều là dòng Đức trên xe. Trang bị động cơ 2.6. Đây ạ, form xe đây ạ. Đó, form xe rất là căng xe luôn. Giá hơn 200 triệu đồng thôi, sở hữu một cái mẫu xe nhập Đức Audi A6. Gầm bệ của chiếc xe thì khỏi chê anh chị nhá. Gầm bệ vô cùng là chắc chắn luôn này. Và gầm rất đẹp. Đấy, không hề han mọt gì luôn. Không hề chảy dầu nhớt nhá. Đó. Giá có 3 hồ sơ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị các bạn luôn. Đây, đèn là được dán lên lớp đề can nhé chị nhé. Đèn dán đề can này. Đó. Đây ạ. Cốp anh chị này. Lỉ cốp còn nguyên bản nhé. Và tí chống còn rất là chắc chắn luôn. Đó. Anh chị này. Cốp rất là rộng. Và lốp sơ cua kích lốp nguyên theo xe này. Đó. Lốp sơ cua có cả la răng đúc luôn nhé. Đấy. Cốp rất là rộng rãi này. Rất là chắc chắn luôn. Một mẫu xe Audi A6 2.1 và đăng ký lần đầu năm 2008. Một chiếc xe tên tư nhân biển số Hà Nội nhá. Xe không va chạm, không đâm đụng, không ngập nước gì. Đây ạ. Vâng thì bước vào cái hệ thống nội thất của chiếc xe. Đây ạ, rất đẹp luôn anh chị nhá. Nội thất được độ da bò nhá. Đấy, nội thất được độ da bò này. Đấy. Nội thất độ da bò này, cũng như là phần trần này. Trần được độ rồi, độ da này rất đẹp luôn nhá. Đấy, phần may vá rất là cẩn thận anh chị này. Đấy, tất cả các đường chim đường kim mũi chỉ của xe đây. Đó. Rất đẹp luôn. Trang bị cửa sổ trời. Hai vùng điều hòa độc lập anh chị nhé. Chỉnh điều hòa sau luôn. Khoang ngồi rất là rộng rãi. Đây ạ, khoang ngồi rất là rộng rãi, thoải mái luôn. Đây ạ. Đó, khoang ngồi vô cùng là rộng rãi. Đấy, nội thất độ rất đẹp luôn. Đây ạ. Đây, anh chị nhìn nhé. Đấy, nội thất rất đẹp luôn. Đã được bọc độ trần da cao cấp. Nội thất da bò rất là sáng luôn. Trần thì thực ra trần độ trần rất đẹp nha anh chị này. Đó, tất cả các đường kim mũi chỉ của xe này rất là nét luôn. Quá đẹp cho một mẫu xe Audi A6, giá chỉ có 215 triệu đồng thôi. 218 triệu nhá, 218 triệu bao hồ sơ vận chuyển. 215 triệu đồng thì có bao gồm phí hồ sơ thôi, chưa bao gồm phí vận chuyển. Đấy, vô lăng này, vô lăng tích hợp này. Vô lăng nhìn khá đẹp luôn, từ năm 2001. Đấy, nói chung là sử dụng từ năm 2008 đến bây giờ là 12 năm. Đấy, nhưng phần da này, phần da vô lăng này của nó rất đẹp luôn. Đó, chạy order chuẩn là 18 vạn nhá. Đấy, order chuẩn là 18 vạn. Một chiếc xe đầu đà là nguyên bản theo xe. Dạ. À, nhớ ghế ba vị trí ghế chỉnh điện, nhớ ghế ba vị trí phần ghế lái, phần ghế phụ anh chị nhé. Của mình như vậy là đầy đủ và vui là được rồi ạ. Dạ. Đúng rồi. Cái
À, chị em quan tâm thì đến này trực tiếp qua số điện thoại của em Loan luôn, 0976 081 69, đến trên xe trực tiếp tại salon ô tô số 1 có địa chỉ tại phường Nghệ Sơn, thị xã Kinh Môn, Hải Dương. Đây ạ. Đấy, uống tận lông ngạo kính nhá, đưa xuống bình thường. Đấy, đó là một mẫu xe khá là đẹp luôn. Đó. Dạ biết à. Dạ. Đầu đài là nguyên bản trên xe. Đây, nhớ ghế 3 vị trí, ghế chỉnh điện này. Và ngả ghế lên chị này. Đó, sự di chuyển của ghế nhá. Ghế di chuyển hoàn toàn là bình thường. Đó. Và salon em có địa chỉ tại 189 Hiệp Sơn, Kinh Môn, Hải Dương. Đấy, địa chỉ rất là dễ tìm thôi. Anh chị cứ hỏi đường đến trường Trung học Phổ thông Kinh Môn, Hiệp Sơn nhá. Là tới địa chỉ em. Đó, đây ạ. Salon ô tô số 1 Kinh Môn, Hải Dương. À, sau đây thì em sẽ cho anh chị các bạn kiểm tra cái hệ thống khoang máy của cái mẫu xe Audi A6 này. Đó, đối với cái hệ thống khoang máy của chiếc Audi A6 đây anh chị nhá. Máy lổ êm du luôn và không hề có một chút gì gọi là rung lắc. Đó, không một chút gì rung lắc nhà máy này. Đó, máy lổ rất là êm ái. À, tất cả các sắt xi cổ của xe này nguyên bản nhá. Năm 2001 này. Đó, cụm đèn là nguyên bản luôn và là độ đèn nét này, giải đèn nét này. Rất là sáng luôn này. Đó. Đó, điểm nhấn anh chị nhá, độ đèn. IT chống của xe là vô cùng là chắc chắn luôn này. Nỉ nắp capo còn nguyên bản nhá. Đó. Đấy, chi tiết một mẫu xe Audi A6 2.1 giá chỉ có 218 triệu đồng thôi. Quý chị các bạn đến xem xe trực tiếp tại salon có địa chỉ tại phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, Hải Dương. Rất cảm ơn quý vị và anh chị các bạn đã luôn đồng hành với kênh Vẻ Đẹp trong suốt thời gian qua. Hẹn gặp lại quý anh chị các bạn qua những video clip tiếp theo ạ.